và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Xót xa hình ảnh cuối cùng của Vân Quang Long bên con gái. Trước khi qua đời vì đột quỵ, Vân Quang Long vẫn cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Chiều tối 29 tháng 12, thông tin ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên 1088 qua đời vì đột quỵ gây chấn động làng giải trí. Theo Quách Tuấn Du chia sẻ, thông tin Vân Quang Long qua đời đã được người thân xác nhận. Thông tin Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ khiến đồng nghiệp khán giả không khỏi bàng hoàng. Bởi trước khi ra đi, nam ca sĩ vẫn chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường bên vợ con. Cố ca sĩ từng gọi FaceTime cho con gái, hai cha con vui vẻ trò chuyện. Thậm chí Vân Quang Long còn tạo hình trái tim gửi tình yêu thương đong đầy tới con gái nhỏ. Cố ca sĩ tạo hình trái tim gửi yêu thương tới con gái nhỏ. Hình ảnh vui vẻ cuối cùng của cố ca sĩ với con gái, ca sĩ Vân Quang Long. Tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Nam 1088 gồm Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ân Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo, Nhật Thinh Anh. Sau khi nhóm tan rã, Vân Quang Long kết hợp cùng Cẩm Ly tạo thành đôi song ca ăn khách với loạt ca khúc đình đám như Anh Cố Quên Em, Giọt Nước Mắt Muộn Màng, Nợ Duyên, Ngày Mai Mưa Thôi Rơi.